bằng cho Hoàng Công Lương bằng cách đe dọa người trong ngành tư pháp. Sau 7 tháng điều tra bổ sung, 11 ngày xét xử và 5 ngày nghị án, hôm ngày 30 tháng 1 năm 2019, Tòa án Nhân dân thành phố Hòa Bình đã tuyên án 7 bị, bị cáo liên quan đến sự cố chạy thật làm 9 người chết ở Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hòa Bình. Trong đó, bác sĩ Hoàng Công Lương, người ký y lệnh chạy thật, bị tuyên 42 tháng tù vì tội vô ý làm chết người, theo khoảng 2, điều 98 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Trong suốt hai tuần xét xử và nghị án, dư luận trong và ngoài ngành y, ngành luật đã liên tục tranh cãi về việc ông Lương có phải chịu trách nhiệm trong vụ việc hay không. Sau khi bản án được tuyên, nhiều tổ chức, cá nhân chống đối đã lợi dụng cuộc tranh luận để tuyên truyền rằng tòa án Việt Nam không có công lý. Cuộc tranh luận vừa nêu xoay quanh một vụ việc hồi tháng 5 năm 2018. Thư lệnh trưởng khoa, bác sĩ Hoàng Công Lương đã ký đề xuất sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO số 02 dùng cho chạy thận. Nhận đề xuất, ông Đỗ Anh Tuấn, chủ tịch công ty Thiên Sơn, người ký hợp đồng liên kết khai thác hệ thống máy chạy thận nhân tạo với Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, đã thuê Mùi Mạnh Quốc tiến hành bảo dưỡng máy lọc nước RO số 2. Trong quá trình bảo dưỡng, Quốc đã sử dụng hai hóa chất chưa được Bộ Y tế cấp phép dùng cho mục đích khử khuẩn trong trang thiết bị y tế là HF và HCL. Quốc không sụt xả hết lượng hóa chất đã dùng để tồn dư một lượng HF vượt qua mức an toàn trong máy lọc nước. Trong quá trình đó, ông Trần Văn Sơn, cán bộ phòng vật tư của Bệnh viện Hòa Bình, người được giao quản lý, sửa chữa thiết bị y tế của đơn nguyên lọc nước, đã không giám sát Quốc và nhận lại máy dù không có kết quả xét nghiệm nước và biên bản bàn giao. Ông Sơn nói với điều dưỡng viên Đỗ Thị Điệp rằng máy đã sửa xong và bà Điệp nói việc này với bác sĩ Hoàng Công Lương, khiến ông Lương ra y lệnh dùng máy để điều trị cho 18 bệnh nhân vào ngày 29 tháng 5 năm 2017, chỉ một ngày sau ngày sửa máy. Kết quả là 9 bệnh nhân tử vong, số còn lại bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong 7 bị cáo liên quan đến vụ việc, có 5 bị cáo bị tuyên án bị tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Họ bao gồm Trương Quý Dương, nguyên giám đốc Bệnh viện Hòa Bình, nhận 30 tháng tù. Ông Dương đã ký các hợp đồng liên kết chạy thận, sửa chữa máy móc liên quan đến chạy thận. Xong trong một thời gian dài, đã không bổ nhiệm kỹ sư, kỹ thuật viên để quản lý hệ thống. Dù biết công ty Thiên Sơn không lấy mẫu nước đi xét nghiệm sau khi sửa chữa, ông Dương vẫn ký thanh lý hợp đồng cho xong thủ tục. Trần Văn Thắng và Hoàng Đình Kiếu, hai người phụ trách phòng vật tư Bệnh viện Hòa Bình, nhận 36 tháng tù cho mỗi người, là người trực tiếp phụ trách các thiết bị y tế, bao gồm máy lọc nước RO. Hai bị cáo đã không làm tròn trách nhiệm trong việc xây dựng quy trình quản lý, bảo dưỡng các thiết bị này, khiến trong một thời gian dài, các máy lọc nước RO được đem vào sử dụng ngay sau khi sụp rửa, dù chưa tiến hành xét nghiệm chất lượng nước. Trần Văn Sơn nhận 42 tháng tù vì trách nhiệm đã nêu. Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Công ty Thiên Sơn, nhận 30 tháng tù do không làm tròn trách nhiệm khi để quốc tự ý mua nguyên vật liệu sửa máy. Bên cạnh đó, có hai bị cáo bị tuyên án vì tội vô ý làm chết người là Bùi Mạnh Quốc và Hoàng Công Lương. Tòa cho rằng, dù theo quy chế của khoa lọc máu, ông Lương không phải chịu trách nhiệm về nguồn nước, thì với tư cách một bác sĩ được đào tạo, tạo chuyên môn và có chứng chỉ hành nghề, ông vẫn phải biết tầm quan trọng của chất lượng nước đối với việc chạy thận. Vì vậy, khi ông Lương đưa máy lọc nước vào sử dụng, dù chưa được ai bàn giao, chưa biết chắc hệ thống đã đảm bảo an toàn. Tòa kết luận rằng ông đã cậu thả, làm việc theo thói quen và tự tin vào kinh nghiệm của bản thân. Tại tòa và trước dư luận, 10 luật sư đại diện cho ông Lương đã đưa ra hai luận điểm bao chữa. Thứ nhất, họ cho rằng ông Lương không phải chịu trách nhiệm về chất lượng nước chạy thận. Vì theo quy chế bệnh viện do Bộ Y tế ban hành vào năm 1997, thì bác sĩ chạy thận không có trách nhiệm giám sát nguồn nước hay lo về văn bản, giấy tờ. Thứ hai, họ cho rằng biên bản kiểm tra chất lượng thiết bị mà ba ông Thắng, Sơn và Lương cùng ký vào ngày 20 tháng 4 năm 2017 đã bị sửa để buộc tội ông Lương. Cụ thể, đó vốn là biên bản sửa chữa máy lọc nước RO số 1 chứ không phải máy số 2 như viện kiểm sát khẳng định. Khi tranh luận trước tòa, đại diện của viện kiểm sát trả lời rằng cần tiếp tục điều tra để biết biên bản ngày 20 tháng 4 năm 2017 có bị làm giả hay không. Tuy nhiên, Kết quả điều tra không ảnh hưởng đến bản chất của vụ án. Vì dù sao, ông Lương cũng thừa nhận rằng ông là người đề xuất sửa chữa máy lọc nước RO số 2 và ông biết máy được sửa vào ngày 28 tháng 5 năm 2017. Khoảng tháng 4 năm 2018, gia đình Hoàng Công Lương và nhiều người trong ngành y đã phát động một số chiến dịch lớn để kêu gọi cộng đồng ký tên ủng hộ ông. Đến giữa tháng 12 năm 2018, họ thu được 16.000 chữ ký giấy và 20.000 chữ ký điện tử, bao gồm chữ ký của gia đình 18 bệnh nhân bị tử vong hoặc ảnh hưởng. Ngoài ra, họ cũng sắp xếp để gia đình số bệnh nhân này tặng hoa cho ông Lương trước ông kính phóng viên. Nhờ các hoạt động truyền thông rầm rộ đó, trong hai tuần diễn ra phiên tòa, dư luận ủng hộ ông Lương đã nổi lên một cách gai gắt. Ngoài việc nhắc lại hai lập luận của luật sư bào chữa, luồng dư luận này cũng có một số biểu hiện cực đoan. Chẳng hạn, bác sĩ Phan Xuân Trung viết trên Facebook rằng, từ nay, Tôi từ chối khám chữa bệnh cho bất cứ ai trong ngành tư pháp Việt Nam, cho đến khi bác sĩ Hoàng Công Lương được tuyên vô tội. Nick Nha Khoa Vũ Anh tự xưng là chủ nhiệm bộ môn tại Bệnh viện 103, Học viện Quân Y, viết trên Facebook rằng Tất cả nhân viên ngành y, hãy để cho bọn kiểm sát viên và tòa án tỉnh Hòa Bình chết trong bệnh. Điểm tin lề trái số 35 Nên...